chào tất cả các em học sinh yêu quý. Nhà văn Tô Hoài có lần khẳng định: đất đai và con người Tây Bắc đã để nhớ, để thương cho tôi nhiều quá. Tình cảm gắn bó thiết tha sâu nặng với đất đai con người Tây Bắc cùng với tài năng nghệ thuật độc đáo đã giúp Tô Hoài sáng tạo nên một trong những tác phẩm văn xuôi đặc sắc của nền văn học Việt Nam sau cách mạng, đó là chuyện ngắn Vợ chồng Á Phủ. Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu phần đầu của chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. Chúng ta cùng xem xét vấn đề thứ nhất, vài nét về tác giả và tác phẩm. Ở phần này, trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vài nét về tác giả. Thì với cái cấu trúc đề thi và nội dung chương trình thi Trung học phổ thông quốc gia môn văn mà Bộ Giáo dục quy định đã, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành, thì cái phần về tác giả ấy, nhiều khi sẽ trở nên không quan trọng, bởi vì sẽ không còn những câu hỏi tái hiện dạng như kiểu trình bày phong cách, nêu sự nghiệp sáng tác nữa. Do vậy, đối với lại tất cả bài học, em nên tập trung làm sao khái quát được vài nét về tác giả một cách ngắn gọn, vài nét về tác phẩm một cách ngắn gọn, để phần này khi ta giải quyết câu nghị luận xã hội, nghị luận văn học 4 điểm, ta sẽ đạt được phần vài nét tác giả tác phẩm ấy là nửa điểm. Về tác giả Tô Hoài thì chúng ta có thể chú ý một số những cái điểm cơ bản như thế này. Tô Hoài thì vốn tên thật là Nguyễn Sen. Ông lấy bút danh Tô Hoài là đã ghép cái tên của con sông Tô Lịch và Phủ Hoài Đức để thể hiện cái tình yêu đối với dòng sông Tô Lịch và Phủ Hoài Đức ngày xưa, cho nên thành bút danh Tô Hoài. Nhà văn Tô Hoài thì sinh năm 1920 tại Hà Nội, và sau đó thì ông có một cái tuổi thơ và thời trai trẻ phải kiếm sống bằng nhiều nghề khá vất vả. Năm 1943 thì ông tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc, và trong kháng chiến thì tham gia làm báo cũng như hoạt động văn nghệ ở trên khu Việt Bắc. Sau này thì ông tham gia nhiều công tác và nhiều năm liền làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Về sự nghiệp sáng tác thì trước hết các em đã nắm vững cái quan điểm sáng tác của Tô Hoài. Tô Hoài quan niệm mà như thế này: viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù có phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc. Vì vậy có thể nói toàn bộ sáng tác của Tô Hoài đều thiên về thể hiện những sự thật đời thường, đặc biệt là những sự thật mà nhiều khi khiến cho người ta cảm thấy phải ngỡ ngàng. Cái nét nổi bật trong sáng tác của Tô Hoài, ta có thể khẳng định rằng thứ nhất, Tô Hoài là nhà văn lớn, sáng tác ở nhiều thể loại. Ông có số lượng tác phẩm đạt kỷ lục trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Bên cạnh đó thì Tô Hoài cũng là nhà văn có vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về phong tục tập quán ở nhiều vùng trên đất nước ta. Cái đặc điểm thứ ba trong sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài ta cần phải chú ý là tác phẩm của ông luôn hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hình, sinh động của con người từng trải, có vốn từ vựng giàu có, nhiều khi rất bình dân và thông tục, nhưng nhờ sử dụng một cách đắc địa, tài ba nên có sức lôi cuốn, lay động đối với lại lòng người. Và vào năm 1996 thì nhà văn Tô Hoài đã được tặng thưởng nhà nước, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Chúng ta cũng nên nhớ lên một số tác phẩm tiêu biểu của Tô Hoài. Trong đó, ít nhất các em nên nhớ một tác phẩm trước cách mạng, đấy là Dưới Mèn Phiêu Lưu Ký, năm 1941, và tác phẩm Chuyện Tây Bắc, năm 1953. Ngoài ra thì Tô Hoài còn nhiều tác phẩm khác, ví dụ như O Chuột, năm 1942, Nhà Nghèo, năm 1944, hay Miền Tây, năm 1967. Tất cả các vấn đề về sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài, thầy cũng đều viết lại cho các em thành các luận điểm, các ý trong phần tài liệu đính kèm bài giảng. Các em nên cố gắng nắm vững và nghiên cứu kỹ. Vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải xem xét nhanh ở đây, đó là vài nét về tác phẩm. Thì về tác phẩm thì ở phần này các em nên nhớ thứ nhất là cái xuất xứ, cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
ta có thể nhận thấy rằng chuyện án vợ chồng A Phủ là kết quả của chuyến tô hoài theo bộ đội vào giải phóng Tây Bắc năm 1952 và có 8 tháng sống gắn bó tình nghĩa với đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông. Tác phẩm được in trong tập Truyện Tây Bắc năm 1953 và đạt giải nhất Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-55, đồng hạng với lại Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc. Cái điểm thứ hai mà ta cần phải nắm vững là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài được kết cấu gồm hai phần, viết về hai đoạn đời khác nhau của hai nhân vật là Mị và A Phủ. Phần đầu là phần ta học trong sách giáo khoa, và đây cũng là phần trọng tâm của tác phẩm theo chương trình ngữ văn mà chúng ta ngữ văn hiện hành. Thì phần đầu nói về cuộc đời của Mị và A Phủ ở Hồng Ngài. Đấy là cuộc sống bị đày đọa, bị chà đạp trong nhà thống lý Pa Cha. Và đoạn đời này kết thúc khi Mị cắt dây trói cứu A Phủ, cả hai cùng bỏ trốn khỏi Hồng Ngài. Phần 2 của tác phẩm thì chỉ được tóm lược trong phần cuối của trích đoạn trong sách giáo khoa. Ở đó ta nhận thấy cái sự đổi đời của Mị và A Phủ ở phường xa. Họ trở thành vợ, thành chồng, gặp gỡ cách mạng, được giác ngộ cách mạng và trở thành du kích. Toàn bộ phần tóm tắt tác phẩm thì các em nên đọc kỹ tác phẩm và tập tóm tắt lại tác phẩm, cốt truyện, đồng thời nhớ được những chi tiết và các nhân vật tiêu biểu. Như vậy, toàn bộ cái phần vài nét tác giả tác phẩm này viết gọn lại, các em chỉ cần khoảng độ tầm 10 dòng, trong đấy khoảng 5 dòng về tác giả, 5 dòng về tác phẩm, là từ đó ta có thể đảm bảo được chắc chắn được nửa điểm trong bài nghị luận văn học nếu như ta làm đề về vợ chồng A Phủ, nửa điểm đấy trên tổng số 4 điểm. Và thứ hai, nửa điểm sẽ rất quan trọng đối với việc các em xét tuyển vào các trường đại học, vì đối với lại việc xét tuyển hiện nay chỉ cần chênh nhau 0,25 điểm là các em đã đỗ hay trượt, khóc hay cười. Vì vậy hãy cố gắng để nắm vững phần vài nét tác giả tác phẩm để ăn chắc được phần nửa điểm này. Những kiến thức này sau này thì sẽ hệ thống cho các em thành một cái bảng biểu với các ô, để từ đó ta có thể dễ học và dễ nắm bắt. Sau khi đã tìm hiểu vài nét về tác giả tác phẩm, chúng ta sẽ cùng khái quát cái sơ đồ tư duy chung về chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ, để từ đó các em có thể nắm bài cách tốt hơn và sâu sắc hơn. Phần 2 La Mã, sơ đồ tư duy về tác giả, về tác phẩm. Ở phần này, ta biết là toàn bộ tác phẩm mà ta học đấy là Vợ chồng A Phủ. Thế thì ta có thể hình dung cái sơ đồ dạng như sau. Khi mà tác giả đặt nhan đề là Vợ chồng A Phủ thì cũng có nghĩa là câu chuyện này chú ý nhiều đến giai đoạn sau trong cuộc đời của Mị và A Phủ. Tuy nhiên chúng ta học chủ yếu là giai đoạn thứ nhất. Bởi vì giai đoạn thứ nhất này thì lại là Mị gắn bó với A Sử ở nhà thống lý Pa Cha. Nhưng chuyện Vợ chồng A Phủ sẽ tập trung vào tập 2 của Mị, tức là Mị và A Phủ, không phải Mị và A Sử. Vậy hai nhân vật quan trọng, trọng tâm ở tác phẩm này là nhân vật Mị và nhân vật A Phủ. Do đó, chúng ta sẽ cùng để chú ý đến nhân vật thứ nhất, đó là nhân vật Mị. Đầu tiên là các em phải chú ý đến nhân vật Mị. Thế thì khi học về nhân vật Mị thì ta cần phải học những vấn đề gì? Về nhân vật Mị, thầy khuyên các em nên tập trung nắm vững được các vấn đề sau đây. Thứ nhất, đấy là phải chú ý đến cảnh ngộ, thân phận của Mị. Cảnh ngộ thân phận của nhân vật. Và toàn bộ cảnh ngộ của thân phận của nhân vật Mị có thể hình dung tóm tắt theo cái dạng như sau. Ta biết rằng Mị vốn ban đầu là có thể hình dung là một thiếu nữ rất là tự do, xinh đẹp, hiếu thảo, tài hoa. Sau đó thì Mị trở thành con dâu chủ nợ.
Và thầy khuyên các em nên dùng cái hình ảnh là con dâu trừ nợ, như vậy nó sẽ chính xác hơn. Một số văn bản dùng từ con dâu gạt nợ cũng được, nhưng nó sẽ không chuẩn lắm. Và từ con dâu trừ nợ thì cuối cùng trở thành một kiếp trâu, kiếp ngựa, kiếp rùa. Có thể tóm tắt toàn bộ cái cảnh ngộ thân phận của Mị như vậy. Thế còn những nguyên nhân đã biến Mị như thế và tình cảnh thực sự của Mị khi là con trâu, con ngựa, con rùa như thế nào, hoặc khi làm dâu trừ nợ như thế nào, thì chúng ta sẽ xem xét cụ thể ở phần tiếp theo của bài học, khi thầy phân tích cho các em các chi tiết hình ảnh trong tác phẩm. Ở bên cạnh cảnh ngộ thân phận thì các em bắt buộc phải nắm vững được cái tâm trạng của Mị khi mùa xuân đến. Tức là chủ yếu chúng ta sẽ chú ý đến tâm trạng, và bên cạnh tâm trạng là hành động của Mị khi mùa xuân đến. Thì cái tâm trạng hành động của Mị khi mùa xuân đến, để giải quyết được tốt thì các em phải nhớ được những vấn đề chính sau đây. Thứ nhất là ta nhất định phải chú ý đến những nguyên nhân đã thức tỉnh sức sống của Mị. Nguyên nhân thức tỉnh cái sức sống tâm hồn của Mị. Nguyên nhân này ta có thể kể đến ba nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là mùa xuân với những đêm tình. Cái này các em không thể bỏ qua được. Thứ hai là men rượu ngày Tết. Thứ ba là tiếng sáo gọi bạn yêu. Ba nguyên nhân đã tác động rất mạnh mẽ lên Mị. Tiếng sáo gọi bạn yêu. Và chính ba nguyên nhân này đã thức tỉnh cái sức sống tâm hồn. Nó vẫn âm thầm, nó vẫn âm ỉ nơi tâm hồn Mị. Nó thổi bùng lên cái ngọn lửa của niềm khát khao ham sống, ham hạnh phúc, tình yêu. Bên cạnh nguyên nhân như vậy thì các em nên đặc biệt chú ý đến những cái tâm trạng và hành động của Mị. Tâm trạng và hành động của Mị. Thì những tâm trạng và hành động này các em cần phải phân tích để thấy được những cái nét tâm trạng hành động cơ bản sau đây. Thứ nhất là đầu tiên Mị xót xa cho hiện tại, xót xa trước hiện tại và nuối tiếc quá khứ. Chính vì nuối tiếc quá khứ cho nên càng xót xa cho hiện tại. Sau đó người ta phải chú ý đến những cái sự đổi thay nhỏ bé âm thầm nơi tâm hồn Mị, là phải tập trung làm được, những đổi thay nhỏ bé âm thầm nhưng nó mãnh liệt nơi tâm hồn Mị. Nơi tâm hồn trong đó thì những cái đổi thay nhỏ bé âm thầm này thì phải đặc biệt chú ý đến cái chuyện là đầu tiên là lòng phơi phới. Đã từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại trong lòng, đột nhiên vui sướng như đêm Tết ngày trước. Thứ hai, bên cạnh cái chuyện lòng phơi phới đấy thì Mị đã gì? Mị đã có ý thức, tức là muốn đi chơi. Đấy, muốn đi chơi Tết. Đây là những cái sự đổi thay quan trọng nhất. Đấy, còn cụ thể hóa thì nó có 5 cái sự đổi thay cơ. Thầy vì bằng một cái hình thức lược đổ không thể nào hệ thống hết cho các em được. Nhưng trong đấy quan trọng nhất là đầu tiên thấy lòng phơi phới.
và sau đó thì muốn đi chơi. Đấy, và thứ ba là có cái chuyện là gì? Là muốn ăn lá ngón tự tử. Ăn lá ngón, đấy, tự tử. Và cũng từ đó người ta sẽ thấy ngay những cái hành động cơ bản của Mỹ. Thì ở đây là có hai cái hành động, những cái hành động rất khác thường. Hành động khác thường của Mỹ, ít nhất các em phải nhớ đến hai hành động. Hành động thứ nhất, đấy là sắn mỡ bỏ vào đĩa đèn. Đấy, sắn mỡ bỏ vào đĩa đèn để gì cho ngọn đèn nó sáng thêm lên. Và thứ hai, bên cạnh chuyện sắn mỡ bỏ đĩa đèn thì cần phải chú ý đến hành động thứ hai, đấy là Mỹ sửa soạn đi chơi. Đi chơi. Tức là Mỹ cuốn lại tóc, Mỹ thay váy áo. Thế nhưng sau đó người ta biết rằng là A Sử về và nó trói đứng Mỹ vào cột. Cho nên chúng ta lại phải nhấn mạnh đến cái vấn đề sau đó. Thì là gì? Bị trói đứng. Khi bị A Sử nó trói đứng này thì cái tâm trạng của Mỹ về cơ bản các em phải thấy là gì? Là ban đầu thì Mỹ vẫn gì? Mỹ vẫn tức là vẫn sống với khát vọng của lòng mình. Vẫn sống với khát vọng của lòng mình. Tức là vẫn để tâm hồn sống với tiếng sáo, với thế giới tự do bên ngoài. Đấy, sống với khát vọng của lòng mình. Nhưng về sau là Mỹ vùng bước đi. Đấy, về sau, sau khi Mỹ vùng bước đi thì dây chói nó thít lại đau nhức và nó kéo Mỹ trở về với thực tại. Cho nên Mỹ gì? Thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Vì vậy ta nhận thấy ở phần sau này, đấy là gì? Là Mỹ đau đớn, thổn thức, nghẹn ngào. Tuy nhiên cái tâm trạng hành động của Mỹ khi mùa xuân đến không thể dừng lại đây được. Khi làm kem nhất định phải nhớ đến cái chi tiết Mỹ xoa thuốc giấu cho chồng, tức là cho A Sử, và sau đấy bị đạp chân vào mặt. Vì vậy chúng ta vẫn phải nhớ được tiếp chuyện ý tiếp theo, đấy là bị đạp chân vào mặt. Bị đạp chân vào mặt thì ta thấy ở đây Mỹ lại gì? Mỹ nhẫn nhục cảm chịu. Và như vậy ta nhận thấy sau cái đêm tình mùa xuân, sức sống trỗi dậy rất là mãnh liệt, rất là tha thiết, thì nó bắt đầu lại trở lại âm thầm. Mỹ như trở lại với kiếp trâu, kiếp ngựa, kiếp rùa, mang thân phận một con vật lầm lỗi, nhẫn nhục cam chịu. Đấy mới là hết cái đêm tình mùa xuân. Và từ đấy chỉ cần qua cái lược đồ thời vừa khái quát, các bạn đã thấy ngay được cái niềm khát khao ham, cái khát vọng tình yêu, cái niềm ham yêu khát sống mãnh liệt cái tâm hồn Mỹ, cũng như cái cảnh ngộ và thân phận rất là đau đớn, rất là tủi hờn của Mỹ. Để từ đó ta thấy được rằng Tô Hoài có cảm thông trước số phận của Mỹ không, có trân trọng những cái khát vọng tâm hồn và cái vẻ đẹp tâm hồn của Mỹ không. Để từ đó ta rút ra rằng cái giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm. Thì bên cạnh cái tâm trạng của Mỹ khi mùa xuân đến, ta cũng phải chú ý đến vấn đề tiếp theo là tâm trạng và hành động của Mỹ tâm trạng hành động khi cứu A Phủ, tức là cắt dây trói cứu A Phủ. Trong phần này nó có những cái diễn biến tâm lý rất tinh tế, mà ta biết là tâm lý con người thì rõ ràng là không thể sơ đồ hóa, không thể là gì vẽ mô hình được, bởi nó rất tinh tế, nó rất phức tạp. Do vậy thầy khái quát các em nhanh mấy điểm cơ bản như này, đấy là gì? Là phải chú ý ban đầu chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng thì Mỹ ban đầu là Mỹ dừng dưng thở ơ thản nhiên. Đấy, nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi. Đấy, về sau thì gì? Về sau ấy,
thì cái dòng nước mắt của Hạng Phúc mới khiến cho Mỹ xúc động. Cho nên về sau ấy, là chuyện đầu tiên ta nhận thấy, những chi tiết đầu tiên ấy, là Mỹ xúc động trước cái dòng nước mắt của Hạng Phúc, tức là cái dòng nước mắt đau đớn tuyệt vọng của người con trai mèo quả cảm. Từ cái chuyện xúc động đó thì nó dẫn đến những cái tâm trạng là Mị thương mình, thương A Phủ, thương người đàn bà bị trói đứng đến chết năm xưa. Mị thấy cái việc A Phủ bị trói đứng là đau đớn, là tủi hờn. Thấy việc A Phủ phải chết là chuyện sẽ xảy ra vào đêm mai. Đồng thời thấy cái việc A Phủ phải chết đó là bất công, là phi lý. Như vậy có ba nguyên nhân sẽ thức tỉnh ở Mị cái ý nghĩa của A Phủ. Thứ nhất là thấy việc A Phủ phải chết là bất công, phi lý. Thứ hai, cái chết sẽ đến vào đêm mai. Và thứ ba, lòng thương người. Cho nên vì vậy, nó thức tỉnh ở Mỹ ý nghĩ cứu Hạng Phúc. Cho nên, ở phần này các em phải chú ý xúc động. Sau đấy, thì các em phải thấy tiếp những vấn đề là thương Hạng Phúc. Thương Hạng Phúc. Và từ đó, thì chúng ta mới thấy có cái ý nghĩ là gì? Đấy, là ý nghĩ cứu Hạng Phúc. Thương Hạng Phúc nên ý nghĩ. Ý nghĩ nó khác với hành động. Đấy, cứu A Phủ xuất hiện. Nhưng nếu chỉ là ý nghĩ thì nó mãi mãi ở trong đầu. Bây giờ cần phải nó biến thành hành động. Chính vì là thương A Phủ hơn cả thương bản thân mình. Lo cho A Phủ hơn cả nỗi sợ cho cái chết. Cuối cùng Mị đã gì? Cắt dây chói cứu A Phủ. Vì vậy các em phải chú ý đến cái hành động. Đấy là hành động, là cắt dây chói cứu Hạng Phúc. Và sau hành động đó cũng cần phải chú ý hành động tiếp theo của Mỹ, đấy là cùng Hạng Phúc trốn khỏi Hồng Ngài. Tìm đến Phiền Sa. Và đến đây thì hầu như là những giai đoạn chính trong cuộc đời của Mị, cũng như những hành động, tâm trạng của Mị ở phần 1 của tác phẩm đã được nhà văn hoàn thiện. Và vì vậy, tác phẩm cũng gần như là gì? Đã kết thúc phần 1. Thế bên cạnh nhân vật Mị, thì tác phẩm này, các em còn phải chú ý nhân vật thứ hai, đó là nhân vật A Phủ. Thì về nhân vật A Phủ, thì chúng ta chỉ cần chú ý như thế này thôi. Vì trong tác phẩm này, đúng hơn là trong cái đoạn trích này, thì nhân vật Mị là nhân vật trung tâm và quan trọng nhất, cho nên các em phải tập trung nhiều. Trong khi đó nhân vật A Phủ là nhân vật phụ hơn. Vì vậy các em chỉ cần chú ý đến một số những chi tiết cơ bản thôi. Trong đó thầy khuyên các em nên nhấn mạnh đến mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất, ta cũng vẫn phải chú ý đến cái thân phận của A Phủ. Cảnh ngộ của nhân vật. Từ cái chuyện là nhân vật này mồ côi này, cho đến vấn đề về sau là chỉ vì để hổ bắt một con bò cho nên bị trói đứng vào cột, và chắc chắn sẽ chết nếu không được Mị cắt dây cởi trói. Vì rõ ràng cái thân phận của một con người không hơn gì thân phận của một con bò. Từ đó chúng ta mới chú ý tập trung sang vấn đề thứ hai, là các em nên tập trung làm nổi bật những cái phẩm chất tốt đẹp của Hạng Phúc. Phẩm chất tốt đẹp của Hạng Phúc. Thì trong những phẩm chất tốt đẹp này, các bạn nên tập trung xoáy sâu vào một số những cái phẩm chất cơ bản. Đấy là gì? Là thứ nhất, đấy là mà có thể hình dung là những phẩm chất này này. Ví dụ như là chúng ta nhận thấy là cày giỏi này, săn bò tốt rất bạo này. Đấy, cày giỏi, săn bò tốt rất bạo, vân vân. Con gái trong làng, nhiều người mê, nhiều người nói, vân vân. Đứa nào được A Phủ cũng bằng được gì? Con trâu tốt chẳng mấy lúc mà giàu. Cái phẩm chất quan trọng và nổi bật nhất ở A Phủ, có lẽ ta cần phải làm nổi bật, đấy là cái sự ngang tàng gan góc. Ngang tàng gan góc. Sự ngang tàng gan góc này, các em sẽ phải tập trung phân tích qua những chi tiết. Ví dụ A Phủ
đánh A Sử, con quan nhà Thông Lý. Hay ví dụ như A Phủ quỳ chịu đòn chỉ như cái tượng đá trong cái cảnh sự kiện. Hoặc lúc A Phủ cúi xuống nháy đứt hai vòng mây, nhích giãn dây xoáy một bên tay, vân vân. Ngoài ra, các em cũng cần phải chú ý đến phần sau. Khi mà bị Thông Lý Pá Cha tròng một thòng lọng vào cổ, thì A Phủ đã trở nên tuyệt vọng. Vì vậy mới khóc, và giọt nước mắt ấy mới thức tỉnh ở Mỹ cái ý nghĩ cứu A Phủ. Cho nên, bên cạnh cái sự ngang tàng gan góc này, thì chúng ta cũng nên chú ý đến cái niềm khao khát tự do khi mà gắn với lại việc cùng Mỹ trốn khỏi Hồng Ngài, tìm đến Phiền Sa, v.v. Đấy là một số những gợi ý, những cái điểm cơ bản về nhân vật A Phủ mà các em nên triển khai. Thế còn nhân vật trung tâm và nổi bật của toàn bộ tác phẩm này, như thầy đã nói, đó là nhân vật Mỹ. Ta phải tập trung nhiều hơn và dành phần lớn thời gian để học về Mỹ chứ không phải về A Phủ. Cái điểm cuối cùng là chúng ta phải chú ý rằng qua hai nhân vật Mỹ và A Phủ thì từ đó các em sẽ tập trung để chỉ ra được cái giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm. Đó tức là gì? Là giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm. Tức là qua đó ta cũng thấy được cái tư tưởng nhân đạo độc đáo của Tô Hoài. Bên cạnh giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm là đặc sắc về mặt tư tưởng, thì các em nên chú ý đến cái nghệ thuật miêu tả tâm lý. Bởi vì đây là nét đặc sắc nhất trong cái nghệ thuật của truyện ngắn và dòng A Phủ. Nghệ thuật miêu tả tâm lý và sáng tạo chi tiết. Bởi vì nghệ thuật miêu tả tâm lý nó đã tiêu biểu cho nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn rồi. Thế còn việc sáng tạo chi tiết này thì các em phải thấy có một số những cái chi tiết rất quan trọng. Ví dụ, chi tiết giọt nước mắt của A Phủ, chi tiết tiếng sáo, chi tiết Mị sắn mỡ bỏ vào đĩa đèn cho sáng, chi tiết Mị sửa soạn đi chơi, vân vân. Tất cả những chi tiết đó đều là những chi tiết nghệ thuật độc đáo, ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Nó giống một cửa sổ mở ra cả một thế giới mới. Đồng thời nó chứng tỏ rằng Tô Hoài là một nhà văn lớn. Bởi vì một tài năng của nhà văn lớn bao giờ cũng phải được làm nên từ những chi tiết nhỏ. Như vậy, qua cái sơ đồ tư duy ở trên bảng, các em đã nhận thấy các cái trọng tâm kiến thức cơ bản các em cần phải nắm, cũng như những vấn đề cơ bản về nhân vật Mỹ và nhân vật A Phủ. Việc nắm vững sơ đồ như thế này sẽ giúp các em hiểu được rõ hơn về tác phẩm và nhớ được lâu hơn. Mặt khác, nó cũng giúp các em hệ thống kiến thức nhanh hơn. Bên cạnh đó, tất cả những vấn đề này sẽ được chúng ta tiếp tục triển khai và phân tích cụ thể, kỹ lưỡng qua từng chi tiết, từng hình ảnh, thậm chí từng câu chữ trong tác phẩm ở những giờ học tiếp theo. Thầy mong các em sẽ đọc kỹ và đọc trước tác phẩm. Đọc trước và đọc kỹ một hai lần tác phẩm, để từ đó ta có thể nắm được bài học ở phần tiếp theo một cách nó nhanh hơn, sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, và thấy hết được cái hấp dẫn, cái hay, cái thú vị của môn văn ở trong nhà trường. Và cũng từ đó ta mới có thể hình thành được kỹ năng nắm vững các kiến thức cơ bản để giải quyết tốt nhất đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn ngữ văn. Bên cạnh việc nắm thật vững chắc về các giá trị tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ, các em cũng nên hình dung ở bài này chúng ta có thể có một số những tình huống so sánh liên hệ giữa tác phẩm này với các tác phẩm khác trong chương trình ngữ văn của các em như sau. Về Vợ Chồng A Phủ, người ta có thể liên hệ rất nhiều vấn đề. Trong đó, ở đây thầy gợi ý một số vấn đề để các em chú ý này. Vấn đề thứ nhất mà Vợ Chồng A Phủ người ta có thể yêu cầu liên hệ so sánh với các tác phẩm khác là liên hệ so sánh xung quanh vấn đề về sự thức tỉnh của con người và khát vọng sống của con người. Thế thì về cái khát vọng sống thì chỉ có thể liên hệ giữa Vợ Chồng A Phủ với lại cái khát vọng sống mà nhà thơ Xuân Diệu thể hiện ở trong Vội Vàng. Tức là giữa cái khát vọng, cái lòng khát khao ham sống mãnh liệt của nhân vật Mị khi mùa xuân đến, với, tức là người ta yêu cầu là gì? Cảm nhận, giả sử vậy, về cái lòng ham yêu khát sống mãnh liệt của Mị khi mùa xuân đến. Từ đó liên hệ tới khát vọng sống của nhà thơ Xuân Diệu trong Vội Vàng. Thì đấy là một vấn đề. Hay về sự thức tỉnh này thì người ta có thể yêu cầu các em liên hệ với lại tác phẩm Chí Phèo ở lớp 11. Tức là từ cái sự thức tỉnh của nhân vật Mị ở trong Vợ Chồng A Phủ,
yêu cầu các em liên hệ tới sự thức tỉnh của chú phèo sau khi gặp thị nở chẳng hạn, vân vân. Cái nội dung thứ hai mà người ta yêu cầu các em liên hệ so sánh, đấy chính là vấn đề về khát vọng hạnh phúc, tình yêu của người phụ nữ. Như chúng ta đã biết là trong vợ chồng A Phủ thì cái khát vọng hạnh phúc tình yêu của người phụ nữ được thể hiện cực kỳ tinh tế, sâu sắc qua diễn biến tâm trạng và hành động của Mỹ khi mùa xuân đến hay là trong những đêm tình mùa xuân. Người ta sẽ yêu cầu các em cảm nhận phần đó và từ đó thì liên hệ tới khát vọng hạnh phúc tình yêu của người phụ nữ trong Trao Duyên, tức là một cái đoạn thơ mà học ở lớp 11 trích từ truyện Kiều Nguyễn Du, hoặc trong Tự Tình số 2 của Hồ Xuân Hương ở lớp 11, hoặc so sánh liên hệ với khát vọng hạnh phúc tình yêu của người phụ nữ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Thậm chí rộng hơn nữa, nó có thể là khát vọng hạnh phúc tình yêu trong Ai Đặt Tên Cho Dòng Sông Hoàng Hồ Tường. Bởi vì sông Hương ở đấy chính là hiện thân cho khát vọng tình yêu chung thủy thiết tha của người con gái mang tên Hương Giang đối với lại người tình mong đợi, đối với thành phố Huế, đối với lại cái người tình mong đợi của mình. Bên cạnh đó, cái khía cạnh thứ ba, người ta yêu cầu các em so sánh liên hệ giữa vợ chồng A Phổ với các tác phẩm khác là xoay xung quanh nội dung về số phận, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Thế thì chúng ta nhận thấy rằng cái số phận và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ được thể hiện rất sâu sắc tinh tế qua hình tượng nhân vật Mị trong vợ chồng A Phổ, bất kể là khi mùa xuân đến hay khi cắt dây trói cưa A Phổ. Vậy thì từ đó người ta sẽ yêu cầu các em liên hệ tới số phận và vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ được thể hiện trong Trao Duyên của Nguyễn Du ở lớp 10, hoặc trong Tự Tình số 2 của trong Tự Tình 2 của Hồ Xuân Hương ta học lớp 11, hoặc trong bài thơ Thương Vợ của Tú Xương ở lớp 11. Các cái bài này đều thể hiện rất sâu sắc về số phận, về đẹp tâm hồn của người phụ nữ mà chúng ta cần phải chú ý liên hệ. Cũng từ cái góc độ của so sánh liên hệ thì cái ở chuyện vợ chồng A Phổ, người ta thể yêu cầu các em so sánh liên hệ xung quanh các chi tiết nghệ thuật đặc sắc cũng như cái cách giải phóng con người. Ở đây thì do khuôn khổ bảng có hạn nên thầy chỉ nêu một tác phẩm thôi. Đó chính là gì? Là liên hệ về vợ chồng A Phủ với lại chuyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Chẳng hạn, người ta yêu cầu từ cái chuyện là cảm nhận về cái tâm trạng của Mị khi nghe cái âm thanh của tiếng sáo gọi bạn yêu trong lúc mùa xuân đến ấy, để từ đó liên hệ tới tâm trạng của Chí Phèo khi nghe những cái âm thanh của cuộc đời bình dị trong buổi sáng sau lúc tỉnh rượu. Hay về cách giải phóng con người thì người ta cũng có thể yêu cầu các em là từ việc phân tích cái tâm trạng hành động của nhân vật Mị khi cắt dây trói cơ phủ, để từ đó liên hệ tới hành động Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự sát, và từ đó thì nhận xét về cái quan điểm của các tác giả trong việc thể hiện cái cách giải phóng con người khỏi những cái trói buộc của xã hội cũ, vân vân. Thì đấy cũng là những vấn đề mà chúng ta phải rất cần phải chú ý để xem xét. Đặc biệt về mặt so sánh liên hệ thì vợ chồng A Phủ hoàn toàn có thể có một khía cạnh người ta so sánh liên hệ, đấy là về giá trị hiện thực nhân đạo của tác phẩm. Riêng về giá trị hiện thực nhân đạo thì chuyện ngắn vợ chồng A Phủ kết tinh những giá trị hiện thực nhân đạo cực kỳ sâu sắc. Và đây người ta yêu cầu các em phân tích hoặc cảm nhận về giá trị hiện thực nhân đạo đó, sau đó thì liên hệ tới những tác phẩm mà cũng cùng cái khuynh hướng hiện thực nhân đạo. Đó là chuyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, chuyện ngắn Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam ở lớp 11, hay chuyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân, hoặc chuyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu. Tất cả những tác phẩm này đều cùng chung cái vấn đề về giá trị hiện thực và nhân đạo. Tuy nhiên, mỗi một tác phẩm thì có những cái khía cạnh riêng, những cái cách thể hiện riêng. Tất nhiên, người ta còn có thể yêu cầu các em liên hệ hoặc cảm nhận, phân tích, so sánh giữa nhân vật A Phủ với lại nhân vật Chí Phèo, nhân vật A Phủ với nhân vật Tràng ở trong Vợ Nhặt. Thậm chí là gì? Là còn có thể phân tích cảm nhận giữa cái nhân vật Mị với lại những người đàn bà hàng chài hoặc là người vợ nhạt v.v. để từ đó nhận xét về cái quan niệm nghệ thuật về con người của nhà văn chẳng hạn. Ở vấn đề thứ 6 mà có thể so sánh liên hệ với vợ chồng A Phủ các tác phẩm khác thì chúng ta có thể chú ý là người ta có thể xoay xung quanh vấn đề về tình huống chuyện và cách kết thúc tác phẩm. Ở đây thì vợ chồng A Phủ thường có thể được liên hệ với lại chuyện Chí Phèo ở lớp 11, hoặc là chuyện ngắn Vợ Nhặt và Chiếc Thuyền Ngoài Xa ở lớp 12. Như vậy, bên cạnh đó thì nó còn có thể còn rất nhiều những vấn đề khác mà cần phải so sánh liên hệ. Ở đây thầy chỉ gợi ý cho các em 6 cái nội dung so sánh liên hệ cơ bản giữa chuyện ngắn Vợ Chồng A Phủ với các tác phẩm mà chúng ta sẽ học, đã học trong chương trình lớp 10, lớp 11 hoặc trong chương trình lớp 12.
Tất cả các tác phẩm này đều đã được thầy, tức là các đoạn trích, các văn bản, các tác phẩm mà có thể do anh liên hệ này, đều được thầy giảng cực kỳ chi tiết, cặn kẽ, dễ hiểu, dễ nhớ cho các em. Vì vậy, các em nên học kỹ các vấn đề này, theo các cái văn bản mà thầy đã hướng dẫn cho các khoa học, để từ đó ta có kiến thức để liên hệ với lại chuyện ngắn Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài. Chỉ khi đó các em mới có thể hoàn thành tốt cái dạng đề so sánh liên hệ trong kỳ thi Trung học Thông Quốc gia sắp tới, đạt điểm số tối đa.